Ngày 5 tháng 1, Đảng Bộ Thành phố Sông Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước năm 2021, triển khai nhiệm vụ chính trị năm 2022. Dự hội nghị của các đồng chí, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Đặng Xuân Trường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Xuân Hùng, trưởng Ban tổ chức tỉnh ủy, Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, về phía thành phố Sông Công có đồng chí Hoàng Thái Cương, tỉnh ủy viên, bí thư thành ủy Sông Công. Các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố. Năm qua Đảng bộ thành phố đã tập trung triển khai nghị quyết đại hội đảng các cấp, bám sát vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đề ra nhiều chương trình đề án nghị quyết, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các giải pháp để hiện thực hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng của tỉnh và thành phố đề ra. Vừa tập trung chống dịch hiệu quả vừa lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế xã hội, nhiều chỉ tiêu đạt cao, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt gần trăm tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch, tổng thu ngân sách thành phố đạt 672,8 tỷ đồng, bằng 270% kế hoạch, 100% tổ chức cơ sở đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong năm, phong trào thi đua yêu nước được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác quốc phòng an ninh qua thực hiện phong trào xuất hiện nhiều tập thể cá nhân và các tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Kết quả trên đã tạo không khí phấn khởi cho cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn thành phố, ngày càng tin tưởng vào chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Hùng đã ghi nhận những kết quả mà thành phố Sông Công đạt được. Đồng chí đề nghị Đảng bộ thành phố Sông Công tiếp tục tập trung chống dịch hiệu quả, quyết liệt triển khai các dự án trọng điểm làm nền tảng để thực hiện các chỉ tiêu phát triển mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh và thành phố đã đề ra. Hội nghị cũng biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng đảng và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2021.